Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tổ chức khánh thành cảng hàng không Thọ Xuân và chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đường bay có tần suất 5 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, 4, 6, 7 và Chủ nhật bằng loại máy bay Airbus A321. Các chuyến bay theo lịch trình sẽ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 7 giờ 20 phút và từ Thanh Hóa lúc 10 giờ, thời gian bay dự kiến là 1 giờ 55 phút. Đây là đường bay thứ 39 trong mạng bay nội địa rộng khắp của Vietnam Airlines. Sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa là sân bay cấp 4E theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và là sân bay được sử dụng chung quân sự và dân dụng. Về quy hoạch khu bay, đường cất hạ cánh dài 3.200m, rộng 50m, đảm bảo khai thác các loại máy bay A320 và 321 và tương đương hoặc các loại máy bay lớn như Boeing 777, 747.